Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay là Thắng sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một căn nhà rất đẹp nằm trong khu biệt thự Nam Long. Cái này là khu dân cư Tân Thuận Nam ấy. Thì cái căn này vừa giảm giá mạnh luôn nha. Thì bây giờ là cũng như là mấy căn kia là chủ nhà không có ở đây, thì mình sẽ quay ở bên ngoài, vị trí xung quanh, hình ảnh bên ngoài ngôi nhà. Và ở cuối clip mình sẽ để thêm một số hình ảnh của bên trong ngôi nhà cho mọi người coi nha. Thì về trước mắt là mình sẽ quay ở phía bên ngoài cho mọi người coi trước. Đây là phía bên ngoài cho mọi người coi nè. Đó, đường rất là rộng rãi và yên tĩnh nha. Khu này là cái khu vực mà gọi là dân cư mà gọi là rất là an ninh, bảo vệ đi 24/24. Còn đây là cái vị trí của ngôi nhà nè. Các bạn môi giới dán bạn bán nhà nhiều quá. Đó, nhà là một lửng hai lầu sân thượng nha mọi người. Đó, rất là đẹp nha. Đường trước nhà thì là rộng rãi, không có ngập nước, xe hơi thì đi được khoảng chừng 3 tới 4 lane đấy. Và có một cái lề đường trước nhà là khoảng chừng là 3 mét, đây rất là rộng nha. Đi thẳng ra ngoài đó là tới ngay mặt tiền đường Phú Thuận, về phải là tới ngay mặt tiền Nguyễn Thị Thập nha. Nói chung là đi cũng rất là gần, không quá xa xôi gì hết. Và cái nhà này cũng là nhà mặt tiền luôn nha. Để cho người coi lại nữa nè, đó rất là đẹp nha. Đó thì là vừa rồi là Thắng đã quay hết toàn bộ cái vị trí bên ngoài cho mọi người coi rồi. Thì ngôi nhà này có diện tích là ngang 5, dài là 21. Tổng diện tích đất là hơn 104-105 m2 ấy. Đó, giá vừa mới giảm mạnh xuống luôn là giảm thêm 1 tỷ là còn 14 tỷ, giá cũ là tới 15 tỷ lần nha. Đó thì ở cuối clip Thắng sẽ để thêm một số hình ảnh cho mọi người coi. Hình bên trong nhà như thế nào nha. Thì nếu như mọi người muốn đi xem nhà trực tiếp á, mọi người liên hệ mình qua số điện thoại 0902 590787, mình sẽ gửi sổ cho mọi người và dẫn mọi người đi xem nhà trực tiếp. Thôi thì chắc video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như cảm thấy hay cho mình xin một like, một share và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.